Xin được phép giao lưu nhanh và báo giá cụ thể tới quý vị và các bác một chiếc đồng hồ Odo 54, máy 8, xuất xứ Pháp và được sưu tầm hoàn toàn nguyên bản. Một chiếc Odo 54 đời máy 24 không còn quá xa lạ rồi. Với một thiết kế thùng được làm hoàn toàn từ chất liệu gỗ sồi. Một cái dáng thùng rất là thon, gọn gàng và rất là đẹp, cái nét xưa. Trên chất liệu gỗ sồi được chạm trổ 6 chùm quả và được làm hoàn toàn đối xứng nhau. Các bên hông thùng đều còn rất chắc chắn và chưa có cái dấu hiệu hao mòn. Rất đẹp. Trung tâm của phần đồng hồ sẽ có một bộ mặt số bát giác nằm, niềng sáng, mặt số nền vàng be đẹp và kim sẽ là kim số 8, đặc trưng của đời 54. Đây là cái lý do gọi là tên số 8 đây. Một phần logo hình quả chám chắc chắn rồi, cũng là một cái đặc trưng của đời 54 nữa. Mặt số có đủ 3 khuyên cót, có dòng chữ Made in France. Nửa dưới sẽ là bộ kính tráng gương viền và hoa văn, họa tiết cũng được tráng gương đồng thời. Mặt lắc trong cái tình trạng đẹp, không có dấu hiệu móp méo. Các đường viền bên cánh cũng rất đẹp, mặt số bo bát giác. Có hai phần khóa, mổ cò trên và dưới. Tổng thể bên trong thùng đồng hồ đạt cái tình trạng độ đẹp cực kỳ cao. Các cái dây khóa phụ kiện rất đầy đủ. Còn giữ được cả một phần giấy tờ nữa. Thẻ bảo hành. Khi giao lưu đi thì các bác sẽ nhận được đầy đủ các cái phụ kiện đi kèm. Đây là về bộ gông ở phía bên trong. Củ gông sẽ là củ gông 101. Bộ gông bạch thép và 1 đồng. Máy vách đồng trục thép. Còn sau đây sẽ là phần âm thanh tiếng chuông. Chiếc đồng hồ hiện tại đang được giao lưu với mức giá là 23.500.000. Các bác có nhu cầu muốn sở hữu những sản phẩm này, liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0912 011 947. Em xin chân thành cảm ơn.